Mày không mày. Mày gì đây? Nó biết đâu. Mày đi vô. Tôi không ngờ chị Dung lại tác tệ như vậy.
phải. Làm sao mà anh cũng có thể ngờ được rằng thằng Minh, bạn của anh chị lại là tên tướng cướp sát nhân giết người đoạt của, là tên tướng cướp Bạch Hải Đường. Mang tâm trạng của một kẻ si tình rồi lại đi sâu vào dòng kể từ ngày tôi được phong dương ở dậy trên ấy vàng tình ai thì tôi là kẻ trắng tay làm sao giữ nổi được lâu đây. Lẽ sống tình yêu đã đẩy đưa tôi vào vỡ một tình yêu 30 tuổi đầu, tôi chưa tàn một cuộc vui mà trái cũng phải lao thân vào dòng đau ly. Thương là thương cho kẻ ở vô tội, vỡ tội vỡ vỡ ở cuối đời. thân một mình nơi xứ lạ người xa.
ngày tiên con đi tìm đường lên nơi xứ lạ, nước mắt tuôn rơi lời từ ta giấu trong hay quá trời ơi, quá trời hay rồi. Lòng đường đất không xa, mẹ muốn đi gần qua mấy kiền để qua cánh đồng lúa trổ, nhờ lắm thân còn đời khắc khổ trên chung. Mẹ muốn con thờ được vương chốn đồng trung, dù ngõ đi đâu nơi điện chánh là quê hương xứ sở, con nhớ tình lời con nhớ lắm mẹ ơi. Mẹ đã hy sinh cả một đời vì con trẻ, con xa nhà xa mẹ lạc loài chốn trời xa, ai mà ai với hồn ta nhìn bóng ngang chiều về, lòng nhớ mẹ xót xa. Đời diễn dữ buồn bã, con nhớ mẹ dặn như sen thơm nghe chưa thao lòng, con chưa đủ lớn con đã thầm xa mẹ, vì dương là tơ tầm con đã lẻ người ta. Bọn mẹ một mình thời gian cứ trôi qua, mà rồi nhớ thương đến tuổi già dương lên tóc, cứ mỗi đêm mưa là lần con mà khóc. Đường đất mùa này mẹ nhọc nhiều hơn mẹ ơi. Mẹ qua bao năm tháng con đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu gì dài nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn cả môi nhớ mẹ làm sao. Yeah.